dân phòng và người dân phối hợp bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Long An. Nắng nóng, tình trạng ô nhiễm các dòng sông ở Hà Nội càng nghiêm trọng. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tân Khoa nè, vừa qua có một lời đồn khiến cho hàng trăm người dân nghe theo và thực hiện một hành động làm tổn thương đến rừng, mà cụ thể là việc chặt hạ các cây rừng đó Tân Khoa. Lời đồn là như thế nào và tại sao nhiều người lại phải đi hạ cây rừng nhiều vậy Tức Anh? Tin đồn là có một nhóm người đã tìm được kỳ nam trầm hương ở rừng đặc dụng Đèo Cả thuộc tỉnh Phú Yên, bán được gần 10 tỷ đồng. Nhiều người dân đã tưởng là thật và cùng nhau đi vào khu rừng này để đốn hạ cây, để tìm trầm hương. Chắc là nhờ Tuyết Anh phải chia sẻ là kỳ nam và trầm hương là loại gỗ như thế nào mà người dân lại phải săn lùng đây. Vậy Anh sẽ chia sẻ thêm ha. Kỳ nam và trầm hương là loại gỗ quý hiếm có trong tự nhiên và cũng là phần gỗ chứa một lượng lớn chất nhựa thơm được sinh ra từ cây gió bầu đó Tấn Khoa. Do đó, kỳ nam và trầm hương được biết đến nhờ những giá trị cao cấp mà nó mang lại. Và trước tình trạng người dân ào ạt đi vào rừng đặc dụng Đèo Cả để đốn cây tìm trầm hương kỳ nam, chính quyền tỉnh Phú Yên đã khẳng định đây là tin đồn thất thiệt và đang khẩn trương xử lý. Các cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả xuất phát tại khu vực suối Lấp, tiểu khu 344, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, đi ngược về hướng đông nam dọc theo con suối Cái. Đi sâu vào bên trong rừng, tại tiểu khu 344, xã Hòa Tâm, đoàn phát hiện một cây ngái, đường kính gốc khoảng 25cm, cao tầm 7-8m, bị đốn hạ không thương tiếc để tìm trầm, phía dưới toàn là mùn cưa. Cách đó không xa, một số cây khác cũng bị chặt hạ. Theo quan sát, người dân đã dùng một số phương tiện để cưa cây ngái này ra làm đôi, sau đó tìm cách lấy phần gỗ trong lõi của cây ra và đốt tại chỗ. Sau khi lấy được các phần gỗ trong lõi của cây ngái này, người dân dùng lửa đốt lên để ngửi có phải là trầm hương không, nếu không, họ lại vứt lại tại chỗ. Việc này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của rừng, mà còn rất dễ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm khi tự ý vào rừng tìm trầm hương. Trong đó, nguy cơ gặp nạn rất cao như cây cối ngã đổ đè phải. Nước lũ gây sạt lở đất, sạt lở núi, khe suối chảy xiết, côn trùng cắn. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cho biết, trong thời gian tới, thị xã tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cho người dân về quản lý bảo vệ rừng, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tuyệt đối không phá rừng trái phép, nhất là khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả. Sau khi sự việc nêu trên xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Hòa, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả phối hợp cùng nhiều lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng người dân vào rừng chặt phá, đào bới đất rừng trái phép để tìm trầm. Cũng nhờ chính quyền tích cực tuyên truyền, lực lượng chức năng đã vào khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả vận động, răn đe nên những người đi săn trầm mới không vào rừng chặt hạ cây để kiếm trầm hương kỳ nam như những ngày trước đó. Việc người dân tin theo lời đồn thất thiệt, sau đó vào khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả để đào bới chặt phá cây rừng để tìm trầm hương là vi phạm pháp luật. Người dân tuyệt đối không nên tự ý vào rừng đặc dụng để tìm trầm. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, tình hình an ninh trật tự mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin hôm nay có gì. Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Kim Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức, hỏi mua một lắc vàng khoảng 3 chỉ loại 24K. Khi chủ tiệm mang vàng ra, Thoại giật lấy rồi bỏ chạy. Chủ tiệm vàng lập tức truy hô bắt cướp. Ngay lúc đó, anh Nguyễn Văn Hiếu là dân phòng đang làm nhiệm vụ, nghe tiếng truy hô liền cùng người dân truy đuổi tên cướp. Anh Hiếu cùng chủ tiệm vàng và ba người dân đã quật ngã tên cướp và khống chế, bắt Nguyễn Hữu Thoại giao cho công an huyện xử lý. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức làm rõ thêm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận PC02 phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thành phố Phan Thiết. Cụ thể vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, anh NTH sinh năm 2002, ngụ Phan Thiết,
nằm võng cùng bạn gái ở công viên trên thì có nam thanh niên đến gây chuyện. Sau đó anh Hắc bị đông và bỏ chạy một đoạn đến đầu cầu Trần Hưng Đạo thì nằm gục. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Hắc đã tử vong. Công an đã tiến hành truy xét và đưa được nghi can về trụ sở công an phường để làm việc, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1996, trú tại thành phố Huế. Trước đó, gia đình chị N, trú tại thành phố Huế trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền hơn 253 triệu đồng giữa đêm khuya. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế xác định thủ phạm thực hiện vụ trộm là Phạm Văn Hiếu nên đã tiến hành bắt giữ. Đối tượng khai nhận vào đêm khuya trong quá trình đi tìm nhà dân sơ hở để thực hiện hành vi trộm tài sản. Hiếu phát hiện ô cửa thông gió của nhà chị N đang mở. Hiếu đã đột nhập vào nhà chị N qua ô cửa thông gió này. Sau khi đột nhập vào, Hiếu phát hiện một két sắt đang cắm sẵn chìa khóa. Hiếu mở két lấy hơn 253 triệu đồng và tẩu thoát. Sau khi lấy trộm, Hiếu mang 200 triệu đồng đến gửi ngân hàng, số còn lại dùng để tiêu xài. Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt được hai đối tượng cướp điện thoại của em TL, sinh năm 2015, khi chúng đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở thị xã Vĩnh Châu và thu giữ tang vật là chiếc điện thoại và chiếc xe mô tô biển số 83B1-50622 là phương tiện mà đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 9 tháng 4, em L đang chơi điện thoại trước nhà tại khóm Xoài Côn, phường 2 thị xã Vĩnh Châu, thì có hai đối tượng đi trên xe mô tô dừng lại trước nhà và giật lấy điện thoại. Ngay sau đó, gia đình em L đã đến công an phường 2 thị xã Vĩnh Châu trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thị xã đã triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Trịnh Phép, sinh năm 1997 và Sơn Đà Rô, sinh năm 1999, đều trú tại thị xã Vĩnh Châu. Ngoài ra, công an xác định Trịnh Phép là đối tượng sử dụng chất cấm đang bị công an xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu lập hồ sơ quản lý theo quy định và Sơn Đà Rô là đối tượng trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng vào tháng 2 năm 2014. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều có kết quả dương tính với chất cấm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Câu chuyện chịu sao cho nổi ngày hôm nay mà chúng tôi muốn đề cập là về hệ lụy của trời nắng nóng. Không chỉ miền Nam đang chịu ảnh hưởng của tình trạng nắng nóng nhiệt độ cao mà cả miền Bắc, nắng nóng cũng khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như tại thủ đô Hà Nội, đang vào thời điểm chuyển mùa, tiết trời nắng nóng khiến cho nhiều dòng sông ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối. Đây là nỗi nhức nhối của người dân sống tại khu vực này. Ghi nhận tại sông Lừ, đoạn chảy qua phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, nước sông đen kịt, những mảng bùn nổi lên bên trên mặt nước là nơi trú ngụ của các loài rùa nhặng. Các cống thoát nước chảy ra liên tục, bọt trắng xóa. Tại là cái tình trạng của sông là rất là ô nhiễm, có những cái ngày nắng nóng là nó sực hết cả mùi lên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân rất nhiều. Mùi nó bảy vào già khó chịu lắm, nhất là khi mà thời tiết thay đổi, đóng cửa hết rồi mà vẫn không chịu được, nhức đầu lắm. Tương tự tại sông Tô Lịch, rác thải, cá chết nổi lên bên, bốc mùi hôi thối cũng là nỗi ám ảnh của người dân sống theo tuyến sông này. Mình cảm thấy là thời tiết nó đang nóng lên, làm cái nước ở đây nó bốc lên những cái mùi rất là hôi. Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều phương án cải tạo. Ngoài việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại sông Tô Lịch, sông Lừ, sắp tới thành phố Hà Nội sẽ lấy thêm nước sông Hồng để làm sống lại sông Tô Lịch. Hà Nội quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, hồi sinh lại các dòng sông xanh đẹp gắn liền với văn hóa, lịch sử của thủ đô. Tiếp theo chương trình, gian cảnh lấy trộm sữa một cách tinh vi của hai người phụ nữ. Thưa quý vị, mở đầu tiểu mục Tai Mắt Phố Phường hôm nay là tình huống tưởng chừng như khó có thể xảy ra, nhưng hoàn toàn có thật khi lốc nước ngọt cũng bị kẻ gian tìm cách lấy cho bằng được. Sự việc là bài học nhắc nhở các chủ quán tạp hóa cần cảnh giác hơn khi trưng bày hàng hóa ở bên ngoài. Theo camera an ninh nhà dân ở Lộc Ninh, Bình Phước ghi lại, lúc này, trước tiệm tạp hóa có trưng hàng bên ngoài,
một người phụ nữ chạy xe gắn máy phát hiện không có người trông coi hàng hóa nên dừng xe trước quầy, đứng lén lút quan sát kỹ lưỡng. Khi thấy không có người trong tiệm, kẻ gian liền thò tay kéo lốc nước và bỏ vào giỏ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Thưa quý vị, trong tình huống tiếp theo, chỉ vì chủ chiếc xe vô tình quên khóa cốp xe nên đã bị một cặp đôi tận dụng cơ hội phối hợp với nhau để lấy đi nhiều tài sản trong cốp xe. Sự việc sau là bài học nhắc nhở mọi người cần lưu ý đóng cốp xe một cách cẩn thận, đề phòng kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra trên đường 861, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xuất hiện hai đối tượng chạy xe ngang qua một ngôi nhà, thì phát hiện chiếc xe tay ga dựng trước nhà không đóng cốp xe. Lúc này, đối tượng nam đứng quan sát, rình rập một cách kỹ lưỡng, còn đối tượng nữ thì cảnh giới. Sau đó, kẻ trộm ngay lập tức tiếp cận chiếc xe mở cốp một cách dễ dàng và lấy đi nhiều tài sản, bao gồm điện thoại, tiền của chủ xe bỏ trong cốp, sau đó cả hai cùng tẩu thoát. Thưa quý vị, trong tình huống tiếp theo, đến ngay cả những thùng bia mà những kẻ gian còn lên kế hoạch canh sự sơ hở của chủ tiệm để lấy cắp. Sự việc được ghi nhận tại tỉnh Bình Phước. Mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau. Sự việc xảy ra tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi phát hiện tiệm tạp hóa không có người trông coi, một người đàn ông đã đứng trước tiệm để quan sát cẩn thận. Sau một hồi chần chừ, đối tượng bắt đầu tiếp cận nơi trưng bày các thùng bia và hành động một cách nhẹ nhàng, tránh bị người nhà của tiệm ngồi bên trong phát hiện. Sau đó, kẻ trộm đã bưng 3 thùng bia và chạy tẩu thoát một cách dễ dàng. Còn trong tình huống tiếp theo sau đây cũng xảy ra tại Bình Phước, người chủ vừa quay lưng đi vào trong nhà thì ngay lập tức tên trộm đã xuất hiện tiếp cận chiếc xe và thực hiện việc bẻ khóa. May mắn là khi người chủ phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng chạy ra, khiến tên trộm không thể bẻ khóa xe mà vội vã chạy trốn. Tình huống được ghi nhận tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, trước tiệm hoa, người chủ dựng chiếc xe phía bên ngoài và quay lưng vào bên trong nhà để làm việc. Chỉ trong vài giây, khi người chủ đi vào bên trong, một đối tượng lạ mặt đã xuất hiện. Sau đó, đối tượng quan sát xung quanh kỹ lưỡng và bắt đầu tiếp cận đến chiếc xe máy màu trắng đang dựng trước tiệm để thực hiện hành vi bẻ khóa xe. Tuy nhiên, kẻ gian đã trộm xe bất thành khi người chủ may mắn phát hiện kịp thời, chạy ra tri hô, khiến tên trộm hốt hoảng, vội vã chạy thoát thân. Tiếp theo là một vụ dàn cảnh lấy trộm sữa một cách tinh vi của hai người phụ nữ. Điều đáng nói, kẻ gian lại bế theo một đứa trẻ để dễ dàng giả vờ làm khách mua đồ. Sự việc tiếp tục là bài học cảnh giác nhắc nhở các chủ cửa hàng tạp hóa cần lưu tâm cảnh giác, đề phòng những thủ đoạn đầy mưu mô của những nữ tặc hiện nay. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng sữa ở phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, trong cửa hàng xuất hiện hai người phụ nữ. Một người phụ nữ bế theo đứa trẻ ở phía trước, giả vờ làm khách đang xem đồ. Sau đó, người này nhanh chóng cầm lon sữa di chuyển và giấu dưới vị trí kệ tủ khuất tầm nhìn của người chủ. Sau đó, người phụ nữ bế đứa nhỏ đi nơi khác để đánh lạc hướng người chủ. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 vào lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00 Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.